Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh Kênh Hồn Hùng nha. Thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ bí quyết của Hùng cho anh em về cách luyện tập xà đơn như thế nào để cho anh em có thể hết xà đơn một cách rất là hiệu quả, để anh em có thể lên cao, lên chuột, lên núi ha. Và cái cách này dành cho những bạn nào mà mới tập xà đơn, các bạn chưa hết được nổi được một cái luôn, thì đây là cái cách mà ngày xưa Hùng đã tập và Hùng đã thành công tới bây giờ ha. Thì ngày xưa Hùng rất là ấm yếu, có thể là cái cơ thể của mình nó không đưa được đẹp như bây giờ, nó rất là ấm ha. Bây giờ thì vẫn ấm thôi, nhưng mà nó đỡ ngày xưa nhiều, nó có cơ có này nọ đồ nhìn rõ không các bạn? Ok, thì mình sẽ cho anh em xem cơ thể của mình hiện tại ha. Các bạn có thể thấy đây, đây các bạn có thể thấy chữ V nha mọi người, đây 8 múi nha, các bạn có thể coi rõ xong chỉ còn coi cái sâu lưng của Hùng thôi. Ok rồi. Đó. Ok. Thì cái phương pháp tập luyện của mình ngày xưa đó chính là mới đầu các bạn sẽ không thể nào các bạn có thể kéo được nổi được một cái đâu. Ok ha. Thì các bạn tập cho mình những bài tập như sau. Các bạn phải hít đất cho mình ha, hít đất. Ok, có thể là các bạn nghĩ là hít đất nó sẽ không có liên quan gì đến xà đơn, nhưng mà khi các bạn hít đất á, các bạn hít như nào đó, là để cho các bạn quen cái động tác co thẳng tay, cái tay thẳng thẳng luôn, cho các bạn quen cái động tác nhé, để khi mà các bạn hít xà đơn nó cũng na ná như vậy, nó cũng tương tự như vậy. Ok, thì các bạn có thể hít đất 5 cái 10 cái. Ok, hít đất thì mình nghĩ các bạn có thể hít nổi ha. Còn về xà đơn các bạn hít một cái các bạn sẽ không nổi đâu. Tại vì các bạn cầm hai cái tay bạn kéo hết trọng lượng cơ thể các bạn lên. Kéo cái số ký của bạn lên. Ví dụ như bạn 50 ký đi, thì hai cái tay của bạn phải kéo hết nguyên 50 ký của cơ thể cùng người bạn lên luôn. Thì như vậy nó sẽ rất là mệt. Còn khi các bạn hít đất thì bạn sẽ có chân, có tay hỗ trợ vô. Cho nên các bạn sẽ hít đất được 50 cái, 20 cái là chuyện bình thường ha. Nhưng mà các bạn chuyển từ hít đất sang hít xà đơn, nó sẽ gặp những cái khó khăn mà các bạn chưa có quen được cái lực tay của mình, chưa quen được lực tay thì các bạn sẽ không thể nào kéo được một cái được. Ok, thì bí quyết ở đây là gì? Bí quyết ở đây là các bạn tập hít đất 50 cái, 20 cái gì đó, các bạn tập mỗi ngày. Ok, sau đó các bạn thấy các bạn ok ổn rồi đó, các bạn có thể lên xà. Và các bạn lên xà các bạn cũng có thể là chưa hít được một cái nào luôn. Ok, thì trên kênh của mình cũng đã làm rất là nhiều clip về hít xà đơn hàng ngày, các bạn hãy xem lại những video đó mà các bạn có thể làm theo. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất là các bạn phải hít được một cái đầu tiên. Ok, các bạn hít được một cái xà đơn đầu tiên, sau đó các bạn tăng lên 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái đó. Thì để hít được một cái đầu tiên các bạn giữ cái xà, cầm cái xà cho mình giữ thôi, các bạn không cần hít đâu, các bạn chỉ cần treo người trên xà thôi. Treo người trên xà có nghĩa là sao? Các bạn cầm cái tay, hai tay lên trên xà, ví dụ như để cái xà đi cầm lên, các bạn cứ treo người vậy đó, và các bạn cứ treo người như vậy, treo người vậy khoảng 30 giây 1 phút đó. Thì các bạn cứ treo người vậy đi, các bạn cứ treo người đến khi nào các bạn mỏi cơ, các bạn không nắm được nữa thì các bạn buông nha, các bạn xuống này các bạn nghỉ đó. Thì những cái buổi tập đầu tiên các bạn chỉ cần làm một việc cho mình thôi, chính là treo xà, nắm xà, giữ xà, nắm trên xà, treo người giống như con khỉ trên cây vậy đó, nắm giữ càng lâu càng tốt. Các bạn làm điều này để làm chi? Các bạn làm điều này là để cho các bạn quen với cái chập lực cơ thể của bạn, để cho hai tay các bạn có sức mạnh, các bạn giữ được cái xà trên tay, giữ trên hai tay, để cho hai cái tay bạn quen với cái chập lực cơ thể của bạn. Ok, sau khi các bạn quen được cái chập lực cơ thể của bạn ở trên xà rồi đó, các bạn kéo cho mình, các bạn kéo lên, các bạn cứ kéo hết sức đi, các bạn cứ kéo hết sức, nó lên được như đây hay lên được như đây hay lên được chút xíu thôi, cái mệt đó các bạn buông ra, các bạn thả xuống đó, các bạn cứ làm gì đều đặn ngày này qua ngày nọ. Nhớ là các bạn không được bỏ tập nha. Ví dụ như các bạn có bỏ tập đó, ví dụ như thứ hai các bạn tập đi, thứ ba các bạn bỏ, thứ tư các bạn tập xen kẽ cũng được, hoặc là các bạn thứ hai tập, thứ năm tập, nói chung là các bạn tập ngày nào cũng được hết, nhưng mà các bạn không được bỏ cuộc. Ok, các bạn cứ chuyên gì thì tập
ngoài ngoài đó thì các bạn sẽ hít được một cái đầu tiên. Khi mà các bạn hít được một cái đầu tiên rồi thì các bạn cứ tiếp tục làm gì, đi từ quy trình hít một cái. Và sau khi các bạn đã quen rồi, ví dụ như tuần thứ nhất các bạn tập được một cái quen, sau các bạn chuyển sang tuần thứ hai, các bạn kéo thử, các bạn kéo được một cái và các bạn kéo thêm cái thứ hai thử đi, có được hay không. Nếu như các bạn kéo được cái thứ hai thì xin chúc mừng các bạn đã làm được cái thứ hai, kéo được cái thứ hai sẽ được. Thì sau khi mà các bạn kéo được cái thứ hai sẽ được rồi, các bạn cứ tiếp tục duy trì hai cái, cứ ngày nào cũng kéo hai cái, đến khi mệt các bạn nghỉ. Ok, rồi sau đó các bạn tăng lên 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Khi nào các bạn tăng lên hết nổ rồi thì các bạn cứ tập nó. Ví dụ như các bạn tăng được 5 cái, các bạn không không kéo được ở cái 6 thì các bạn cứ tiếp tục duy trì 5 cái, 5 cái, 5 cái vậy đó. Rồi sau khi các bạn duy trì vậy cỡ 1 tháng, 2 tháng, các bạn đã quen với cái lực kéo 5 cái rồi, các bạn có thể kéo 6 6 vậy đó, rất là đơn giản ha. Thì chốt lại ở đây là gì? Chốt lại ở đây là các bạn phải duy trì cái sự tập luyện như đã từ đây, như lúc đầu mình đã nói đó, các bạn phải duy trì, các bạn đừng có bỏ cuộc đó. Các bạn hãy vào điện thoại của mình, các bạn lên lịch đó là vào cái giờ này, các bạn dành ra khoảng 10 đến 15 phút các bạn để các bạn tập cái bài tập xả ha. Thì bài tập xả thì mình đã làm rất là nhiều clip trên video kênh mình rồi, các bạn có thể mình sẽ để link ở dưới, các bạn hãy vô các bạn coi cách mình hít xả. Ok, và sắp tới mình sẽ làm một cái series về hướng dẫn người tập xả đơn, người bắt đầu xả đơn, bắt đầu xả đơn tập ha. Đó. Thì cái chuyện tập xả đơn này rất là đơn giản thôi, mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có thể làm được thôi. Ok, chốt cái vấn đề như thế này. Muốn hít được cái các bạn muốn hít được một cái sự đơn đầu tiên á, thì các bạn như thế này. Bữa đầu tiên á, các bạn phải khởi động nha, nhớ các bạn tập các bạn nhớ phải khởi động tay, đặc biệt cổ tay nè, các bạn phải khởi động cổ tay, khởi động như thế này cho mình, khởi động cổ tay. Tiếp theo là các bạn phải khởi động cái khuỷu tay là như thế này ha, các bạn cứ xoay như này đó, xoay các bạn xoay ngược lại. Rồi tiếp theo là các bạn phải khởi động cái khớp vai của bạn, các bạn có thể làm như vậy ha, các bạn có thể quay như vậy, sau đó các bạn quay ngược lại đó, hoặc là các bạn có thể làm như vậy cũng được nữa đó. Làm gì các bạn làm như vậy là để cho cái khớp vai của bạn nó được khởi động, tránh trường hợp các bạn giữ xa các bạn sẽ bị đau. Thì chắc chắn là cái bữa tập đầu tiên các bạn sẽ bị đau tay, nhức nhức vai, nhất là đau đau cái phần này nè đó. Thì nếu mà cái bữa đầu tiên mà bạn đau thì bạn nghỉ đi đó, nghỉ xong rồi tới cái bữa thứ hai các bạn tập tiếp. Thì mỗi ngày các bạn chỉ cần tập khoảng 10 đến 15 phút, cái việc giữ xa trên xa như mình đã nói như ở đầu clip thôi là được rồi đó. Sau khi các bạn đã quen được với cái lực trọng lượng cơ thể thì các bạn có thể kéo xa. Ok, và nhớ là các bạn phải nhớ ha, các bạn phải kèm kèm hết đất vô nha cho mình nha, kèm hết đất để cho các bạn quen quen cái lực kéo lên kéo xuống cái này nè. Thế khi các bạn lên xa các bạn giữ, các bạn kéo lên thì nó sẽ có hỗ trợ cho các bạn ở cái phần đó. Ok, thì đây là video ngắn thôi, mình chia sẻ về cái cách và cái quá trình các bạn có thể kéo xa đơn một cái đầu tiên nha, một cái đầu tiên cho những bạn mà chưa bao giờ kéo được một cái xe đơn nào cả đó. Thì đây là video mình chia sẻ để kinh nghiệm cá nhân của mình đã tập xe đơn rất là nhiều năm rồi ha. Thì mình sẽ để cái hình ngày xưa lúc mà mình chưa tập, cơ thể nó sẽ không có muốn không có gì hết, mình sẽ mang xem và đến khi và khi mình tập cái hiện tại bây giờ thì mình đã được cơ thể như thế này, các bạn có thể thấy đó, muốn thì các bạn có thể hiện rõ được trên trong hình chữ V đó. Đó. Thì mình nói thôi, các bạn có thể tập ha. Đó. Thì những đây là những phương pháp rất là cơ bản, rất là đơn giản mà các bạn mới tập sơ đơn có thể làm theo ha. Đó. Thì video đến đây cũng khá là dài rồi. Ok, nếu mà bạn thích video này, cảm thấy những chia sẻ của mình có giá trị thì các bạn hãy like và subscribe ủng hộ cho mình nhé, và mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong hết sơ đơn cho các bạn nhiều hơn nữa đó.
bộ cái bộ môn xe đơn này á, thì các bạn không cần phải to hay mạnh khỏe gì, các bạn cũng có thể chơi được ha, ốm yếu hay gì các bạn có thể chơi được. Các bạn ốm thì các bạn nên tập cái môn này cho nó đẹp người thôi, chứ nếu mà các bạn ốm như mình là các bạn tập tạ vô thì nó cũng rất là xấu ha. Nên các bạn tập những cái môn này, xe đơn này, sẽ cơ thể mình sẽ rất là khỏe và đẹp hơn mỗi ngày đó. Như các bạn có thể thấy này, đây về rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này ha. Rồi nhớ là sẽ làm hậu cần nhé, sắp tới thì mình sẽ ra rất là nhiều video và hướng dẫn các bạn sẽ nhiều nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha, bye.